Dạ, xin chào 500 anh em. Hôm nay shop sẽ giới thiệu 3 mẫu xe địa hình phổ biến nha. Từ size nhỏ tới size lớn là tỷ lệ 1 phần 10, 1 phần 9 và 1 phần 8 nè. Rồi, con đầu tiên tỷ lệ 1 phần 10 nha. Tỷ lệ 1 phần 10 thì chuẩn size 20 lái của nó là khoảng 30. À. Con này là con HSB điện. Con tiếp theo hãng ghi 1 phần 10 nhưng mà thực chất nó lớn hơn con HSB một xíu, thành ra là nó sẽ khoảng tỷ lệ 1 phần 9 này. Khoảng cách giữa hai trục bánh là khoảng 32. Con này là con GLB. Rồi con thứ ba chuẩn size 1/8 này, đây là con DHK Maximus. Thì khoảng cách cơ sở hai trục bánh nó là khoảng 35-36. Ba dòng này thì nó giá thành của nó từ rẻ tới hấp từ nó khoảng 3 triệu hơn cho tới 8 triệu ha. Rồi. Đây là con body con bên. Con này thì zin nó có một số phụ tùng nhựa, một số đường nhôm option sẵn như phuộc, xương trên. Còn nhựa thì hãng có bán đủ full combo để hoặc là bán lẻ từng món để chúng ta nâng cấp lên nhôm ha. Sườn nhôm cũng rất là rẻ, chỉ khoảng gần 200.000 cái thôi. Full nhôm kim loại, bộ điện rút led 3.300 kV 82. Rồi tiếp theo là con GLB nè. Con GLB hãng này thì nó lại không có bán đồ option nhôm nha, nhưng mà nó option sẵn cho chúng ta cũng gần full rồi. Đồ bạch màu xanh là nhựa nha, màu vàng là nhôm nè, buộc nhôm, bướm nhôm nè, sườn trên nhôm nè, dưới nhôm này. Dĩ nhiên giá thành nó gấp đôi nên là nó có option sẵn cho chúng ta, còn con kia phải mất công tốn tiền nâng cấp lên. Bộ điện nó là 3670 3200 kV nè, SC8 RTR 120A nè. Pin nó cho chúng ta pin 3S sẵn nha. Đây pin 3S. Rồi, đến con cuối cùng là con DHK Maximus. DHK Maximus thì chuẩn size 1/8. Hãng cũng option sẵn chúng ta tùng nhôm nè, bướm phuộc nè, trắng phuộc nè, sườn trên sườn dưới nè, phuộc sau nè, đây ở sườn dưới. Thì con này đặc biệt hơn á, một lần nó chạy cả hai pin. Hai hộp pin nè, một lần nó chạy cả hai pin nối tiếp với nhau nè, thành ra 14/8. Con này thì pin 11V thôi, còn con này thì zin nó là pin 7/4, zin 7/4. Rồi bây giờ chúng ta mở ra so sánh hết ba bộ điện lại nha. Bộ điện 3.300 kV nè, SC60 nè. Bộ điện 3.200 kV nè, SC120 nè. Này bộ điện SC120 motor 2.000 kV. Đang sai từ 1/10 đến 1/8 nè, hàng chục bánh cơ sở nó sẽ mỗi sai nó sẽ hơn một xíu nè. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb.